Tại đó là mát tan nhất Việt Nam mà, má ai ghê. Chú cái cục trong lỗ tai là y cái cục ồn tao. Cục này mình nằm ngoài xí nữa là dễ lấy. Không, cái này bắt buộc phải lấy đúng không nè, đó là ra làm gì. Dễ, cục này còn gì. Chú cũng cứng nhắc như tao bữa sư. Không, nếu mà cái miệng không to thì phải cục nén lâu đời rồi. Cái miệng phải to, chứ miệng nhỏ là không đau. Rồi cho con xí rồi ra. Ủa to chưa kìa. Mà cái này phải lái rồi mới ơi, cái này gì. To lắm. Đây cái này. Đây nè, rau. Thấy cái nhíp hay là cái gì? Cái kèm đó. Không có kèm nén đứt á. Cái nhíp cái nhíp. Điện thoại. Nhíp gì à. Rất không có ra được. Chủ nhiều dữ sao đúng không? Nó chặt luôn. Là mới chịu được hay. Ui lâu, bọc vô luôn. Lâu cái bọc vô luôn kìa. Cái bọc mở cửa mụn quá. Sao hả con? Không, từ từng mới. Cái này là sao? Cho mới coi cái bọc nó ghê lắm. Cái bọc nó ghê lắm. Bọc đưa đã rồi đó. Gần ra được thấy rồi. Sao vậy? Nguyên một cục chỉ trong đó. Bọc đó. Kì quá đi. Hầu đa. Rồi xong. Quá chị chưa được cho cánh tay. Mày nhìn mà thái thì mới biết kìa. Lên cánh tay. Nè nè. Cho cánh tay. Cái gì đó cho nó rồi. Tao không lần nữa. Tao xong rồi. Xong rồi. Cổ cánh tay. Từ. Cánh tay gì? Biết đầu cái cục nén có xí đó, 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 đó. Có xí nhưng mà sợ đó, lấy đi lấy đi không trắng trắng đó. Cục cái trâu như kim cương thiệt á, còn ác quá. Như cái bông hoa xong. Cái bọc đau. Cái bọc sợ mổ lá rồi bọc thì cái lá này nhớ lắm tặng đó thấy chưa. Dạ rồi. Chỗ này ý là làm răng cho ngay cái cục nó là không đau, nó không vô chỗ máu lẫn không đau. Nói chung là đúng cái tâm điểm là sẽ không đau. Ra. Chờ là ra nè. Nhiều viên ngọc luôn. Viên ngọc luôn nữa. Bên này là hết rồi nè, còn bên kia thôi. Ra quá. Kìa đó, đó. Dụ tha. Đây, cái chỗ này nè, con vẫn thấy khó chịu. Mình chỗ này xí nữa thôi. Vai cực thế là được. Rồi. Được 4 cục nữa rồi xong rồi. Tâm bây giờ tháo ra ngoài nhìn Phượng ấy.
Phượng đâu vậy? Ê, chị Thảo vô đây với cô Thi. Anh đường đẹp mọi người. Đó. Bốn cục, hai cục nữa. Hôm ta về chỗ này hơi cận nè, ta về nhìn quá. Rồi. Như viên ngọc trái. Chỗ này nó hơi nhiều nè. Biết có đau không? Nhưng nhớ mà nó sợ đau hơn. Trời, cỡ ủng luôn cái tay luôn. Rồi xong cô ra rồi nè. Đó giờ nó ngọc ngọc không anh. Cho vùng miệng dưới nè. Cục chỗ này ra nó dưới miệng thòn. Sao được rồi đó. Em nhớ cái cục chỗ này chắc không cục này. Cho một khách đang quay. Ý là ok không? Được chị. Còn nhiều lắm quá này. Thôi. Không. Ý là nó nặng đi xong nữa. Nó 2 phút nữa thôi. 2 phút nữa là... Mẹ bên kia 15, 16 vậy đó. Ray là quá giỏi luôn á, siêu luôn á. Thiệt chứ. Thiệt á. Đứa tiếng đó. Thiệt, không ngờ luôn á. 10, 15 mới chừng 5 nữa. Tôi tưởng mà tôi cũng không nặng được cục mô nữa kìa. Cái đầu nữa anh. Cái đầu. Cục này là hơi to nè. Cục này hơi to nha. Ráng cho còn xí vậy này nè. Cục này còn vẫn khó chịu. Cục này to. Bụng rồi. Nhưng mà còn nữa, còn xí nè. Chỗ nén đau cô. Này như mày chữa bệnh luôn đúng không nè? Để thật sự để mấy cái này trên mặt là nó bữa to lắm. Bữa to gì chữ rì thôi chứ. Rồi xong. Ừ, thôi. Dạ. Ừ. Thôi. Ông này nữa. Đây coi nè. Không ý là lượt coi cục mô mẫn ấy cho cô. Sợ đau thôi chứ. Như hồi nãy nặng cục, hồi nãy đâm cục này rồi mà nặng chưa được. Ừ, đau quá. Ừ, có sức đà thôi. Dạ, dạ. Con lỡ rồi, để con bóp cho nó ra cục này. Mấy con đi giỏi ghê mày. Sao con lộn nữa cơ? Dạ, dạ, dạ. Cái này có một cái cục gì chỗ này nè. Thôi. Không, ở dưới này nè. Không không, cục nó hình như không phải cục thịt á. Một cục này nữa rồi, chính xác. Cục này hơi to. Vì cái bụng cái lây keo ghê đó cái lây. Rồi ra rồi. Ồ. Nhiều. Nóng bên nóng coi không cái gì. Mình nóng coi mà. Không, cục này cục thịt rồi hết răng á. Thôi cục thịt tới lần lần. Sao bây giờ xem cái gì đó. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Sụt. Nè mình đang ở biết ở trong đó mình năm này năm nọ hai quá hỉ. Ừ, hắn sẽ to dần lên nữa chứ. Rồi. Rồi xong chưa? Dạ. Rồi ok. Cũng rồi, cũng rồi.